xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 10 tháng 6 năm 2021, tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến trao đổi, hợp tác chuyển đổi số giữa tỉnh Lào Cai và tập đoàn FPT. Đồng chí Đào Xuân Phong, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Trịnh Xuân Trường, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Về phía đầu cầu trực tuyến của tập đoàn FPT, có ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn FPT, đại diện lãnh đạo các công ty trực thuộc tập đoàn. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đã khái quát thực trạng về chuyển đổi số của tỉnh Lào Cai và mong muốn tập đoàn FPT hỗ trợ cử chuyên gia giúp tỉnh ra soát, đánh giá lại thực trạng chuyển đổi số của tỉnh, giúp tỉnh quy hoạch chuyển đổi số cho giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch đô thị thông minh cho thị xã Sapa, đồng thời hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện đối với phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, phường Sapa và xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sapa, tư vấn giúp ngành giao thông vận tải xây dựng, chuyển đổi số. FPT phối hợp với các trường, cơ sở đào tạo tại Lào Cai để đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Tại buổi làm việc, ông Trương Gia Bình... Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT đánh giá cao việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử từ rất sớm của Lào Cai, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ tốt nhất cho tỉnh Lào Cai về việc đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng, điều chỉnh quy hoạch các lĩnh vực liên quan đến chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nhiều tỉnh, thành phố miền Trung cơ bản được kiểm soát, các địa phương xem xét cho phép mở cửa một số hoạt động trên cơ sở kiểm soát chặt dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài, kiểm soát các khu vực có nguy cơ cao. Tại Đà Nẵng sau 21 ngày không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, kể từ 0 giờ ngày 9 tháng 6, một số hoạt động dịch vụ như cơ sở kinh doanh ăn uống được phục vụ khách tại chỗ, hoạt động tắm biển, cắt tóc, thể thao ngoài trời được phép mở cửa trở lại. Tại các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị cũng đã nới lỏng quy định phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, tình trạng nhiễm dịch trong cộng đồng chưa kiểm soát được. Cho nên, cần phải kiểm soát chặt từ bên ngoài vào theo phương châm, nới bên trong kiểm soát chặt bên ngoài. Chủng virus cúm da cầm thể độc lực cao AH5N8 đã xuất hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới. Lào Cai có đường biên giới dài, nguy cơ xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh là rất cao để chủ động ngăn chặn nguy cơ chủng virus cúm da cầm AH5N8 xâm nhiễm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ dịch cúm trên đàn gia cầm, không để lây lan ra diện rộng, tuyên truyền vận động người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm phòng đầy đủ đối với các huyện thành phố có đường biên giới cần thông tin tuyên truyền về sự nguy hiểm của chủng virus cúm da cầm AH5N8 để người dân biết không tham gia vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, kể cả hàng cho, biếu tặng. Hiện nay, các nhà vườn ở thị xã Sapa đang bước vào vụ thu hoạch ly. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nên đầu mối tiêu thụ tại các tỉnh vùng thấp bị ngưng trệ, kéo theo việc tiêu thụ hoa ly gặp nhiều khó khăn. Giá hoa ly Sapa hiện giảm từ 12 đến 15 000 đồng một cành tùy từng loại hoa so với cùng thời điểm này năm trước. Không đủ tiền thuê công nhân cắt hoa chứ chưa nói đến mua giống hoa, phân bón và chi phí thuê công nhân chăm sóc, thuê đất nên nhiều nhà vườn đành phải cắt bỏ hoa, chỉ giữ lại củ giống. Thị xã Sapa có 160 ha hoa cắt cành gồm hoa hồng, hoa ly và một số loại hoa khác. Trong đó, riêng hoa ly là 130 hectare, từ nay đến cuối năm, thị xã còn khoảng 60 hecta hoa cho thu hoạch, chủ yếu là hoa ly. Nếu dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, người trồng hoa Sapa sẽ tiếp tục rơi vào tình trạng khó khăn. Năm dạng là xã nằm trong kế hoạch của huyện Văn Bản về đích nông thôn mới năm 2021. Hiện xã đã hoàn thành được 15 trên 19 tiêu chí. Một số tiêu chí đang dần về đích nhưng vẫn ở mức tối thiểu. Trong đó có những tiêu chí như là thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, vì vậy, khai thác thế mạnh để giảm nghèo, trong đó phát triển cây quế đang là hướng đi được nậm dạng tập trung. Trên cơ sở lấy cây quế là hướng chính để phát triển kinh tế, xã đã tập trung tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi những diện tích đất đồi kém hiệu quả sang trồng quế. Trồng sắn với chuyển sang trồng quế mà. Đất thì bây giờ 2 3 năm thì cũ rồi không trồng được cái sắn thì chuyển sang trồng cây quế mà. Một số diện tích quế mới chỉ cho tỉa cành, tỉa lá nhưng bước đầu đã mang lại nguồn thu nhập khá cao. Gần đây nậm giàng đã được ngành chức năng quy hoạch là vùng trọng điểm của tỉnh để phát triển cây quế. Với chủ trương định hướng ấy, địa phương này đã hình thành được các vùng trồng quế quy mô gần 1.000 hecta. Cái đầu tiên quan trọng nhất là chúng tôi đã thay đổi được cái cái nhận thức của người dân về phát triển kinh tế. Từ cái việc là tiềm năng thế mạnh của địa phương về đất đai, chúng tôi đã đã, đã vận động tuyên truyền vận động người dân là hiện nay đã đã phát triển được cái cái diện tích. Cái cây chủ lực rất là có hiệu quả đó là cây quế. Trong một nghìn hecta quế của toàn xã, có nhiều diện tích quế đã đạt 5 năm, 7 năm tuổi và đã cho tỉa cành, thu lá. Một số diện tích 7 đến 10 năm tuổi đã cho thu hoạch vỏ. Thu nhập từ trồng quế đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn khoảng 11%. Giai đoạn tới nậm dàng hướng đến mục tiêu phát triển vùng trồng quế lên 1.500 hecta, Điều quế trở thành cây trồng chủ lực để giúp bà con nhân dân phát triển kinh tế, so đói giảm nghèo. Thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai, có 49 trên tổng số 71 trường học trên địa bàn thành phố triển khai tuyển sinh đầu cấp theo hình thức trực tuyến. Hệ thống tuyển sinh trực tuyến của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai đã bắt đầu mở từ 7 giờ ngày 10 tháng 6 để phụ huynh đăng ký. Các nhà trường đã và đang tiếp tục tuyên truyền rộng rãi để phụ huynh, học sinh nắm được các nội dung cần biết. Đối với các trường hợp học sinh chưa có mã học sinh và mật khẩu, theo yêu cầu của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cán bộ tuyển sinh các trường triển khai các phương án hướng dẫn phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tiếp tại phòng tư vấn tuyển sinh đã chuẩn bị máy tính có kết nối internet của các nhà trường hoặc hướng dẫn phụ huynh tự đăng ký tuyển sinh qua một số hình thức gián tiếp gọi điện thoại, FaceTime, Zalo. Phong trào sinh viên khởi nghiệp tuy không còn mới mẻ, so với sự năng động, dám nghĩ dám làm, các bạn sinh viên đã ngày càng mạnh dạn, tự tin hơn để đến với công việc mình yêu thích qua đó giúp các em thỏa niềm đam mê, tích lũy kỹ năng sống và có thêm thu nhập để hỗ trợ gia đình trang trải chi phí sinh hoạt của bản thân. Đam mê và yêu cái đẹp là cơ duyên để Đỗ Đức Anh, sinh viên năm 2 khoa kinh tế du lịch, trường cao đẳng Lào Cai gắn bó với nghệ thuật nhiếp ảnh. Tích lũy được nhiều kinh nghiệm khi tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh Lào Cai. Đức Anh hiện là cái tên được nhiều bạn trẻ biết đến. Chi phí mỗi lần chụp không cao, xong công việc làm thêm này cũng đã giúp đức anh có thêm thu nhập ổn định từ 3 đến 5 triệu đồng mỗi tháng. Những khách hàng biết đến em chủ yếu là qua mạng xã hội Facebook cũng như là những cái mối quan hệ cá nhân của em thì khi mà em đi chụp những cái job mà miễn phí á thì đến một khoảng thời gian nhất định thì mọi người muốn trả tiền cũng như là cho em một cái khoản thù lao khi mà em đi chụp cho mọi người ạ. Quán nước giải khát và đồ ăn vặt này cũng là địa chỉ độc đáo được nhiều bạn trẻ Lào Cai tìm đến trong thời gian gần đây. Sở hữu phong cách trẻ trung, thực đơn hấp dẫn, đa dạng với 46 món đồ ăn thức uống có giá cả phải chăng. Hoạt động khởi nghiệp của em Lý Văn Định, khoa kinh tế du lịch, dù mới bắt đầu được hơn một tháng nay, song đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều khách hàng. À, mình biết đến quán là qua Facebook của nhà trường. Và khi mình đến đây thì mình cảm thấy là đồ ăn thức uống ở đây rất là phù hợp với giới trẻ hiện nay và giá thành ở đây thì rất là phù hợp và bạn bè cũng như là thầy cô đã luôn hỗ trợ em và đồng hành em trong suốt quá trình hoàn thiện quán và tất cả các mẫu vẽ tại quán em thì đều được bạn thành công bạn đề co và set up cho quán em các công thức pha chế đồ uống thì trong các môn học pha chế của nhà trường đã có nói qua sau đó thì em đã tự rút cho mình kinh nghiệm và để hoàn thiện các sản phẩm. Đối với các sinh viên của khoa Kinh tế du lịch, một ngành học đòi hỏi sự năng động, tích lũy kinh nghiệm thì nhu cầu tìm việc làm thêm của sinh viên là rất cần thiết. Hiện số đông sinh viên của khoa đều đang được tạo điều kiện làm thêm ngoài giờ tại các công ty du lịch, nhà hàng, khách sạn mình là giáo viên chủ nhiệm, cùng với các thầy cô cũng đã đưa ra những cái quảng cáo riêng, ví dụ như là để dành tặng cho bạn đấy, ví dụ như chẳng hạn như là có những cái lời động viên trên trang của khoa chẳng hạn, hay lời động viên trên trang của nhà trường, và cũng là cái động lực để cho các bạn đấy, những bạn sinh viên khác trong khoa có những cái trải nghiệm nhất định và cũng mong các bạn đấy sẽ có những cái khởi nghiệm để chứng tỏ bản thân của mình. Dám nghĩ, dám làm, dám sống với đam mê, đó là phương châm chung của nhiều bạn trẻ năng động hiện nay. Với những trải nghiệm mà các sinh viên gặt hái được từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chắc chắn sẽ là hành trang vững vàng để các em vươn đến thành công trong tương lai. Nội dung thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.